Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn em mình đi trải nghiệm nha. Bonbon TV. Giờ quá trời chịu mà không biết thấy gì mà. Giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Đang nhiều gì em bạn? Rồi xong rồi, chị em ăn chụp thôi nha. Thế là các bạn ăn gì? Bây giờ mình làm mình xong rồi nữa. Rồi giờ mình chuẩn bị thả nha. Bên cạnh như nào đâu kêu bố ra mới được bố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giá gì của mình mang theo nha mấy bạn. 3 giờ giá ít quá. Giờ thì mình đi mất gì về nha. Chúng ta đã tiếp nha. Mình cuốn này. Chào các bạn nha, bữa sau mình sẽ thay chi tiết. Các bạn nhớ like cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.